Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, chương trình thứ năm ngày 9 tháng 2 và bây giờ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Ngân hàng Vietinbank Hưng Yên tổ chức hội nghị cán bộ và tri ân khách hàng. Trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên 70 năm tuổi Đảng thuộc Đảng bộ huyện Ân Thi. Thành phố Hưng Yên tổ chức giao lưu với các thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ. Gặp gỡ những thanh niên tiêu biểu trong thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2017. Chi cục thuế Văn Lâm quản lý tốt nguồn thu ngân sách. Xã Phương Triều, thành phố Hưng Yên giải phóng mặt bằng dự án cầu Hưng Hà và đường dẫn đầu cầu chậm. Phù Cừ, những người xa quê hướng về quê hương với những việc làm thiết thực. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Hưng Yên đã tổ chức hội nghị về công tác cán bộ và tri ân khách hàng năm 2017. Tới dự có đồng chí Đỗ Tiến sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số ngành đơn vị của tỉnh. Tại hội nghị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietinbank Nguyễn Văn Thắng đã trao quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Trịnh Thị Thắm, nguyên Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Hưng Yên và trao quyết định bổ nhiệm quyền Giám đốc chi nhánh Vietinbank Hưng Yên cho đồng chí Trần Ngọc Anh. Nhân dịp này, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietinbank trân trọng cảm ơn lãnh đạo tỉnh và các cấp chính quyền địa phương đã tạo điều kiện giúp đỡ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Hưng Yên trong thời gian qua, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, sự ủng hộ giúp đỡ và hợp tác của các đơn vị và khách hàng trên địa bàn tỉnh, để chi nhánh Ngân hàng Vietinbank Hưng Yên tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Phát biểu với hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao kết quả hoạt động kinh doanh của Vietinbank Hưng Yên trong những năm vừa qua, đặc biệt là năm 2016, mặc dù gặp nhiều khó khăn, song chi nhánh tiếp tục giữ vững được sự tăng trưởng ổn định, vững chắc. 6 năm liền, từ 2010 đến 2016, Vietinbank Hưng Yên liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhân dịp đầu xuân mới Đinh Dậu 2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chúc cán bộ, nhân viên chi nhánh Ngân hàng Vietinbank Hưng Yên tiếp tục đoàn kết, hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất, góp phần vào thành công chung của tỉnh trong năm 2017 và những năm tiếp theo. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến sĩ đã tặng Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietinbank biểu tượng văn miếu sách đằng, niềm tự hào của Hưng Yên. Sáng nay, đồng chí Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đi thăm và trao huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho các đảng viên ở huyện Ân Thi. Đoàn đã đến thăm và trao huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho các đồng chí Nguyễn Văn Diễn, thôn Đào Xá, xã Đào Dương, Nguyễn Kim Hưng, thôn An Khải, xã Bắc Sơn, Nguyễn Văn Thiệp, thôn Trắc Điền, xã Đa Lộc và đồng chí Phạm Thành Ngọ, thôn Mão Cầu, xã Hồ Tùng Mậu. Đây đều là các đồng chí lão thành cách mạng có nhiều đóng góp trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ giải phóng dân tộc. Bản thân và gia đình các đồng chí đảng viên luôn gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, gắn bó đoàn kết với nhân dân, động viên con cháu phát huy truyền thống xây dựng gia đình văn hóa. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lê Văn Hưng ghi nhận và đánh giá cao công lao và sự hy sinh phấn đấu liên tục bền bỉ của các đồng chí với sự nghiệp cách mạng. Mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, giáo dục rèn luyện thế hệ đảng viên trẻ đóng góp những ý kiến xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Xin được chuyển sang các thông tin về công tác tuyển quân năm 2017. Thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2017, trước Tết Nguyên đán, huyện Phù Cừ đã phát lệnh gọi tới 100% công dân đủ tiêu chuẩn qua các vòng khám tuyển, trong đó có 3 trường hợp viết đơn tình nguyện. Từ ngày 16 tháng 2, các địa phương đã tổ chức giao lưu tặng quà động viên và cấp phát quân trang cho công dân chuẩn bị nhập ngũ. Trong số các thanh niên nhập ngũ đợt này có 73 thanh niên đã được bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Trong đó, công dân Bùi Thế Dũng ở xã Nhật Quang được kết nạp Đảng mùng 3 tháng 2 vừa qua. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên các công dân chuẩn bị nhập ngũ có tư tưởng ổn định, sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ. Sáng nay, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố Hưng Yên đã tổ chức buổi giao lưu với chủ đề Tuổi trẻ thành phố Hưng Yên với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
Dự buổi giao lưu có đồng chí Tạ Hồng Quảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hưng Yên, đại diện các đơn vị nhận quân, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên, Trung đoàn 43, Sư đoàn 395, Quân khu 3, Tiểu đoàn 159, Bộ Tư lệnh Vùng 1, Quân chủng Hải quân. 165 thanh niên trên địa bàn thành phố trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2017, đại diện các gia đình thanh niên trúng tuyển cùng đông đảo thầy cô giáo và các em học sinh trường Trung học phổ thông Hưng Yên. Tại buổi giao lưu, nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc do chính các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự cùng các em học sinh phối hợp thể hiện đã làm cho không khí của buổi giao lưu thêm sôi động. Thông qua giao lưu, các thanh niên chuẩn bị nhập ngũ đã có thêm thông tin về đơn vị đóng quân, chế độ chính sách dành cho thanh niên trong quân ngũ và sau khi xuất ngũ. Cũng trong buổi giao lưu, các tân binh còn được nghe những chiến sĩ vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự chia sẻ về cuộc sống và kỷ niệm của người lính, giúp các tân binh thêm vững vàng niềm tin. Tại buổi giao lưu, lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hưng Yên và các đơn vị đã tặng hoa và trao quà lưu niệm, động viên các tân binh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Tổ quốc và nhân dân giao phó. Thưa quý vị và các bạn, ngày 14 tháng 2 tới đây, tỉnh ta sẽ trọng thể tổ chức lễ giao nhận quân, bàn giao 1.900 thanh niên cho các đơn vị. Đây là những thanh niên ưu tú của Hưng Yên. Trước ngày tiễn đưa các thanh niên lên đường nhập ngũ, phóng viên chúng tôi đã có cuộc trao đổi, gặp gỡ với các thanh niên tiêu biểu trong thực hiện luật nghĩa vụ quân sự. Đây là hình ảnh chúng tôi ghi lại được khi cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tiên Lữ và cấp ủy chính quyền thị trấn Phương đến thăm động viên trước khi anh Trịnh Văn Đạt lên đường nhập ngũ. Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, Đạt sinh năm 1998, học xong trung học phổ thông, Đạt xin đi làm ở công ty thép Hòa Phát với công việc ổn định và cho thu nhập khá. Với mơ ước được cống hiến sức trẻ của mình vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện quyền, nghĩa vụ của người thanh niên được rèn luyện trưởng thành trong môi trường quân đội. Nên mặc dù là lao động chính, song Đạt vẫn hăng hái tham gia nhập ngũ đợt này. Vợ chồng tôi giờ già lớn tuổi rồi nên là cũng không còn sức lao động nhiều, nhưng mà cháu nó là cái lao động chính, cho nên là đợt này coi là trong thị ban quân sự địa phương ở thị trấn Vương và huyện Tiên Lữ cũng vào động viên cháu và gia đình, thì gia đình chúng tôi cũng nhất trí và động viên cháu để cho cháu đi khám tuyển nghĩa vụ, và cháu đã trúng tuyển và cháu cũng quyết tâm là lên đường để phục vụ coi là đất nước, hoàn thành mọi nhiệm vụ của Đảng và nhà nước giao. Còn với thanh niên Nguyễn Văn Ảnh ở thôn Hoàng Xá, xã Tiên Tiến, huyện Phù Cừ thì lại có hoàn cảnh khác. Ảnh sinh năm 1997, sau khi học xong trung học phổ thông, vì điều kiện gia đình kinh tế khó khăn nên Ảnh đành phải gác lại việc theo học đại học để phụ giúp bố mẹ phát triển kinh tế gia đình. Phát huy truyền thống gia đình có ông nội và bác đều đã từng tham gia quân ngũ nên Ảnh luôn ước muốn sau khi lớn lên được trở thành người chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam. Vì vậy khi đủ tuổi nhập ngũ, Ảnh đã xin phép bố mẹ tham gia khám tuyển để thực hiện ước mơ của bản thân được học tập, được rèn luyện trong môi trường mới. Tôi là lao động chính trong gia đình, nhưng khi được cấp ủy chính quyền địa phương đến vận động, tôi đã hiểu ra trách nhiệm của người công dân khi đến tuổi nhập ngũ, nên tôi đã hăng hái tham gia đợt nghĩa vụ quân sự lần này. Vào môi trường quân đội, tôi sẽ phấn đấu cố gắng rèn luyện thật tốt để trở thành người chiến sĩ gương mẫu. Với những suy nghĩ sâu sắc cùng những ước mơ cao đẹp, những thanh niên ưu tú của tỉnh ta sẽ hăng hái lên đường nhập ngũ vào ngày 14 tháng 2 cùng sự động viên của cấp ủy chính quyền địa phương và gia đình. Những thanh niên này sẽ phát huy tốt truyền thống của quê hương Hưng Yên anh hùng, tích cực học tập, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Chương trình thời sự xin được chuyển sang các thông tin về kinh tế. Những năm qua, nhờ làm tốt công tác quản lý nguồn thu, Chi cục thuế huyện Văn Lâm luôn hoàn thành và vượt chỉ tiêu thu ngân sách được giao. Năm 2016, Chi cục thuế huyện Văn Lâm thu nộp ngân sách 285,6 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 126% so với chỉ tiêu cả năm. Để quản lý tốt nguồn thu ngân sách nhà nước, Chi cục thuế huyện tập trung quản lý khai thác nguồn thuế từ doanh nghiệp, tổ chức đối thoại công khai với doanh nghiệp. Đặc biệt, Chi cục cũng đẩy mạnh công tác kiểm tra, rà soát, tránh để tình trạng thất thoát ngân sách. Khi phát hiện những sai phạm, ngay lập tức đấu tranh đảm bảo nguồn thu ngân sách và công bằng xã hội.
Bên cạnh đó, ngành thuế huyện Văn Lâm còn tiến hành cải cách hành chính, thực hiện kê khai và nộp thuế điện tử. Nhờ những biện pháp trên, nhiều năm liền, Chi cục thuế huyện Văn Lâm hoàn thành và vượt chỉ tiêu được giao, nhất là ở các khoản thuế ngoài quốc doanh, thuế thu nhập cá nhân, thuế cấp quyền sử dụng đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, phí và lệ phí. Dự án xây dựng cầu Hưng Hà và đường dẫn đầu cầu đi qua 4 xã của thành phố Hưng Yên, đến nay chỉ còn lại đoạn đi qua xã Phương Triều chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng. Đoạn đường phải giải phóng mặt bằng qua xã Phương Triều có chiều dài 934m, đi qua 2 thôn Phương Trung và Phương Tông, tổng diện tích thu hồi là 5,1 ha. Liên quan đến phần đất ở và đất nông nghiệp của 211 hộ dân, đến nay công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành ở phần diện tích đất nông nghiệp, phần diện tích còn lại là hơn 1,4 ha đất ở liên quan đến 115 hộ dân. Đến nay đã có 15 hộ nhận tiền đền bù. Để đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, phục vụ thi công công trình đúng tiến độ, cùng với việc sớm hoàn thiện hạ tầng khu tái định cư, Ban giải phóng mặt bằng thành phố Hưng Yên và các tổ tiếp tục tuyên truyền, vận động để người dân sớm bàn giao mặt bằng theo đúng quy định của pháp luật, phấn đấu hoàn thành xong trước ngày 15 tháng 2. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, cùng với hỗ trợ của tỉnh, đặc biệt là sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, huyện Mỹ Hào đã làm mới được trên 23 km đường giao thông nông thôn. Ngoài cơ chế hỗ trợ xi măng của tỉnh, huyện hỗ trợ kinh phí mua đá, thời gian qua, cấp ủy chính quyền các cấp trên địa bàn huyện Mỹ Hào đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân đóng góp tiền ngày công lao động xây dựng được trên 23 km đường giao thông nông thôn với tổng kinh phí trên 10 tỷ đồng. Trong đó, số tiền được hỗ trợ là gần 8,5 tỷ đồng, còn lại do nhân dân tự nguyện đóng góp. Tính đến thời điểm hiện tại, 100% đơn vị trong huyện đã cơ bản đạt tiêu chí nông thôn mới về giao thông. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, cùng với sự vào cuộc tích cực của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, sự ủng hộ đồng thuận cao của nhân dân, đặc biệt là sự ủng hộ cả về vật chất và tinh thần của những người con xa quê, huyện Phù Cử đã giành được những kết quả khá toàn diện trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng. Quang Hưng là xã điểm về đích nông thôn mới năm 2014. Cùng với các nguồn vốn hỗ trợ, xã đã huy động sức dân gần 50 tỷ đồng, trong đó có sự đóng góp to lớn của con em công tác xa quê hướng về quê hương. Anh Vũ Văn Giang, thôn Quang Xá, là một thành viên tích cực có nhiều đóng góp xây dựng công trình phúc lợi tại địa phương, từ trường học, nghĩa trang, trạm y tế đến nhà văn hóa thôn, kè ao, giữ nguồn nước trong lành trị giá 1,5 tỷ đồng. Đối với quê hương chúng tôi, thì trong những năm gần đây, trước và sau thời gian tham gia xây dựng nông thôn mới thì một số anh em thành đạt như anh Vũ Công Giang, anh cũng rất tích cực trong việc tham gia đối với địa phương trong công trình phúc lợi. Nói chung đến nay thì đã số tiền đã lên tới hàng tỷ đồng. Tôi cũng rất mong muốn thôi thì người cùng tham gia như anh Giang để quê hương tôi nó thêm khởi sắc hơn nữa. Tiên Tiến là xã nhỏ của huyện, cuộc sống người dân còn nghèo, xã đã nhận được sự quan tâm của những người con quê hương đang công tác xa quê thành đạt như Trung tướng Hữu Ước, thôn Hoàng Cát, ông Nguyễn Hữu Trưởng và anh Nguyễn Ngọc Huy, thôn Hoàng Xá đã hỗ trợ trên 10 tỷ đồng đầu tư làm đường, một số công trình phúc lợi của xã, đình, đền, chùa của làng. Ngoài ra trong dịp Tết, anh Huy còn có quà tặng cho các gia đình nghèo trong thôn mỗi suất gồm quà và tiền mặt trị giá 1 triệu đồng. Anh Huy là người con quê hương, anh đi làm ăn xa. Mấy năm nay anh ấy về quê là anh có đầu tư những công trình phúc lợi, đặc biệt là đường thôn là các cái công trình phúc lợi to và của xã. Khi mỗi một năm Tết đến xuân về, anh có những gói quà cho những người nghèo và những người già. Ngoài cái sự đóng góp của nhân dân ra thì phải kể đến những con em thành đạt của quê hương đang sinh sống và công tác trên mọi miền của Tổ quốc cũng đã có hướng về quê hương để xây dựng đóng góp cơ sở vật chất. Có thể kể đến như đồng chí Trung tướng nhà văn Hữu Ước, anh Huy ở Hoàng Xá và đồng chí Lê Đình Trưởng ở Hoàng Xá. Các anh đã đóng góp khoảng độ trên 10 tỷ để xây dựng các hạng mục của công trình, góp phần xây dựng quê hương xã Tiên Tiến chúng tôi như ngày hôm nay. Và xã Tiên Tiến chúng tôi cũng đang phấn đấu tiếp tục đoàn kết một lòng, tập trung cùng đảng bộ, nhân dân và các con em quê hương thành đạt
làm ăn công tác, sinh sống ở mọi miền Tổ quốc để phấn đấu chúng tôi sẽ về đích nông thôn mới theo lộ trình của huyện đề ra. Để có diện mạo nông thôn đổi mới, những người con quê hương trên khắp mọi miền Tổ quốc, các xã từ Tống Phan, Nguyên Hòa, Tống Chân, Minh Tân, Minh Hoàng, Đỉnh Cao, Minh Tiến, Đoàn Đào, Phan Xào Nam và Tam Đa luôn hướng về quê hương, có nhiều đóng góp hàng chục tỷ đồng xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc. Trong những năm qua, thì ngoài sự đóng góp của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện, đặc biệt có nhiều người con cũng hướng về quê hương để xây dựng nông thôn mới. Trong đó tiêu biểu là anh Nhạ, anh Hà, anh Dũng đã góp phần làm cho thay đổi về nông thôn mới, có sự đổi thay rồi văn hóa xã hội, rồi các lĩnh vực khác thì có sự đóng góp không nhỏ của những người con xa quê hương. Đến nay thì bộ mặt của Phù Cừ cũng có nhiều đổi thay để thực hiện nghị quyết của Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 25. Với niềm tin tưởng, phấn khởi tự hào về sự khởi sắc của quê hương, mỗi người dân Phù Cừ dù ở địa phương hay đang học tập công tác ở mọi miền đất nước sẽ nguyện phát huy hơn nữa truyền thống của quê hương anh hùng, bằng nhiệt tình và trách nhiệm cao nhất sẽ tiếp tục đóng góp cùng đảng bộ và nhân dân trong huyện xây dựng Phù Cừ ngày càng giàu đẹp, văn minh. Từ nhiều năm nay, họ Đặng ở thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, được biết đến với truyền thống hiếu học lâu đời, có nhiều con cháu đỗ đạt cao, người đi trước luôn động viên người đi sau cố gắng học tập, nối tiếp truyền thống của cha ông, đóng góp sức mình xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp. Họ Đặng ở thị trấn Lương Bằng có hơn 300 gia đình với hơn 1.000 nhân khẩu. Nhờ con cháu dòng họ có tinh thần hiếu học nên đến nay dòng họ đã có 3 phó giáo sư tiến sĩ là giáo sư tiến sĩ Đặng Văn Hòa, Đặng Xuân Thức và Đặng Đức Huy. Nhiều người thành đạt trên các lĩnh vực đang công tác ở trong và ngoài nước. Nối tiếp truyền thống các thế hệ đi trước mấy năm vừa qua, nhiều con cháu trong dòng họ là thủ khoa vào các trường đại học như em Đặng Hải Lộc, Nguyễn Thị Thúy Hiên. Nhiều gia đình có 3-4 người con đều có trình độ đại học ở các trường top đầu cả nước. Muốn cho các cháu học hành tiến bộ và chăm ngoan thì thứ nhất là một là gia đình, bố mẹ là phải có cái trách nhiệm nhắc nhở các cháu. Thế giờ nào việc ấy, giờ học thì phải học. Thế còn đến lớp thì phải chuẩn bị bài đầy đủ. Thế về phía họ, dòng tộc thì hàng năm là tiến hành động viên các cháu, là trao thưởng các cháu hàng năm vào khi kết thúc năm học. Thế các cháu cầm một quyển vở lên mà do dòng họ tặng thì các cháu là thấy mình được phấn khởi từ cái chỗ vươn lên. Thế rồi các bạn khác thấy các em được thưởng thì các em cũng lại lấy đó làm gương để phấn đấu vươn lên. Họ Đặng có nhiều cách làm hay để khuyến khích con cháu học tập. Năm 2009, ban khuyến học của dòng họ được thành lập. Những thành viên trong ban khuyến học tích cực vận động con cháu xa quê thành đạt, đóng góp xây dựng quỹ. Đến nay, quỹ khuyến học đã có gần 100 triệu đồng dùng để khuyến khích phong trào học tập trong họ. Cứ vào dịp đầu năm học mới, họ Đặng tổ chức phát thưởng cho con cháu có thành tích cao trong học tập. Con cháu trong họ học giỏi 5 năm liền được tặng giấy khen và ghi tên trong bảng vàng của dòng họ. Đồng thời, các thành viên trong ban khuyến học đi sâu, đi sát, nắm bắt tình hình học tập của con cháu. Với những học sinh có biểu hiện lơ là, sa sút trong học tập, được đại diện ban khuyến học báo ngay cho gia đình để kịp thời dạy dỗ, uốn nắn. Những học sinh có hoàn cảnh khó khăn thường xuyên được ban khuyến học đến động viên, trao quà giúp các em vươn lên trong học tập. Nhờ vậy, họ Đặng trở thành dòng họ hiếu học xuất sắc của tỉnh và là dòng họ đầu tiên của huyện Kim Động được nhận bằng khen của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam. Rất vinh dự và tự hào cho bản thân tôi là được sinh ra trong một dòng tộc có truyền thống về hiếu học. Vì vậy ngay từ khi còn nhỏ đến lúc trưởng thành là tôi được các bậc tiền bối và đến các thế hệ sau này, các bậc cha chú sau này rất quan tâm đến trong quá trình học tập và rèn luyện. Vì vậy bản thân tôi luôn luôn tự nhủ với mình rằng là mình sẽ phải phấn đấu học tập. Hiếu học và hiếu học là truyền thống dòng họ Đặng. Đây là truyền thống mà đã giúp em có được động lực rất là lớn để có thể vươn đến tương lai. Truyền thống hiếu học là thứ tài sản quý giá mà lớp người đi trước luôn muốn gìn giữ và truyền lại cho thế hệ sau.
một mùa xuân mới đang về, tin rằng với truyền thống của cha ông sẽ chắp thêm đôi cánh cho những người con của dòng họ Đặng bay xa, thành công trên mọi lĩnh vực, làm rạng rỡ quê hương. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Thời sự ngày mai thứ 6 ngày 10 tháng 2 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, ngoài các tin tức thời sự diễn ra trong ngày trên địa bàn tỉnh, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Các trang trại ở huyện Ân Thi thực hiện tái đàn vật nuôi sau Tết Đinh Dậu. Gặp gỡ một số thanh niên tiêu biểu của huyện Văn Lâm trước ngày nhập ngũ. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Chương trình xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, theo một thông tin do phái đoàn Nga đưa ra sau cuộc gặp với Tổng thống Syria Bashar al-Assad, chính quyền Syria đang xem xét các bước đàm phán trực tiếp với đại diện các nhóm đối lập, trong đó có cả các lực lượng vũ trang. Tuyên bố được đưa ra sau cuộc gặp giữa phái đoàn Nga và Tổng thống Syria ngày 8 tháng 2. Theo đó, Tổng thống Assad khẳng định sẽ nỗ lực cùng với Nga thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn ở Syria. Chính quyền Syria sẵn sàng duy trì liên lạc với tất cả đại diện các phe đối lập. Tổng thống Syria al-Assad cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hỗ trợ về quân sự của Nga cho Syria. Cuộc khủng hoảng ở Syria cần sớm kết thúc và giải quyết hòa bình. Theo giới chức Mỹ, chính quyền Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc đề xuất đưa quân đoàn vệ binh cách mạng Iran vào danh sách khủng bố. Nếu điều này xảy ra, rất có thể sẽ xuất hiện một hiện tượng bất ổn mới tại Trung Đông. Chính quyền của ông Donald Trump đang tham vấn một vài cơ quan về đề xuất này và nếu nó được áp dụng thêm nhiều cá nhân và tổ chức liên quan đến quân đoàn vệ binh cách mạng Iran, IRGC, sẽ được đưa vào danh sách trừng phạt. Quân đoàn vệ binh cách mạng Iran IRGC đang là lực lượng an ninh lớn mạnh nhất Iran, thậm chí đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế và hệ thống chính trị của nước này. Việc coi IRGC là tổ chức khủng bố có thể gây ra hiệu ứng bất ổn, bao gồm làm căng thẳng thêm xung đột khu vực giữa Iran và Mỹ hay phức tạp hóa cuộc chiến chống tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS tại Iraq. Hôm 8 tháng 2, Hạ viện Anh đã thông qua dự thảo thỏa thuận về việc nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu hay còn gọi là Brexit. Kết quả bỏ phiếu cho thấy có 494 phiếu thuận và 122 phiếu chống. Sắp tới, dự thảo thỏa thuận về việc nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu sẽ được bỏ phiếu tại Thượng viện. Trước đó, hôm 7 tháng 2, Thủ tướng Anh Theresa May đã đồng ý cho Quốc hội nước này quyền bỏ phiếu thông qua dự thảo thỏa thuận về việc nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu EU, trước khi văn bản trên được hoàn tất giữa Anh và EU. Đây được xem như một nhượng bộ quan trọng từ phía bà Theresa May nhằm tránh sự tranh cãi trong đảng bảo thủ cầm quyền của mình đối với dự luật trao quyền cho Thủ tướng khởi động tiến trình đàm phán chính thức về Brexit. Bộ trưởng Ngoại giao Canada vừa qua đã khẳng định nước này phản đối mạnh mẽ ý tưởng của Mỹ áp đặt thuế biên giới mới và sẽ đáp trả thích đáng bất cứ hành động nào kiểu này. Phát biểu được đưa ra sau cuộc gặp đầu tiên của Ngoại trưởng Canada bà Chrystia Freeland với tân Ngoại trưởng Mỹ Rick Tillerson tại Washington và thảo luận về Thỏa thuận Tự do Thương mại Bắc Mỹ NAFTA. NAFTA được ký năm 1994 là thỏa thuận mà Tổng thống Mỹ Trump muốn đàm phán lại vì cho rằng nó khiến người Mỹ mất việc làm. Ông cũng dọa sẽ rút khỏi hiệp định này nếu các nước liên quan từ chối tái thảo luận. Theo sắc lệnh công bố cuối ngày 7 tháng 2, Thổ Nhĩ Kỳ sa thải thêm hơn 4.400 công chức, trong đó có các giáo viên, nhân viên cảnh sát và học giả do nghi những đối tượng này liên quan tới các tổ chức khủng bố. Đây là lần thanh lọc mới nhất kể từ vụ đảo chính bất thành trong tháng 7 năm 2016. Trong 4.464 người bị sa thải có các thư ký tòa án, chuyên gia máy tính, nhân viên thư viện. Đây là một phần của biện pháp do Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành sau cuộc đảo chính bất thành mà nước này cho là do giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen đang sống lưu vong tại Mỹ chủ mưu. Tuy nhiên, ông Gulen đã phủ nhận mọi cáo buộc liên quan. Cuộc đảo chính đã cướp đi tính mạng hơn 240 người, trong đó phần lớn là dân thường. Cảnh sát thành phố Victoria của Brazil vừa qua đã đồng loạt đình công. Sự vắng bóng của lực lượng an ninh trên đường phố đã khiến số lượng các vụ phạm tội gia tăng chóng mặt. Lực lượng cảnh sát tại thành phố Victoria phía đông Brazil đã đồng loạt đình công nhằm mục đích đòi tăng lương.
Hành động này khiến cho thành phố chìm trong các vụ phạm tội. Theo ước tính, riêng từ hôm 4 tháng 2 đến nay, tại thành phố Victoria đã xảy ra 51 vụ giết người, gấp gần 13 lần số vụ giết người xảy ra tại đây trong tháng 1 năm 2017. Nhiều trường học buộc phải đóng cửa, các trận bóng đá của địa phương cũng phải hủy bỏ do sự gia tăng đột biến của các hành động bạo lực. Trước tình trạng an ninh bị đe dọa ở mức báo động, chính quyền thành phố Victoria đã phải cầu cứu quân đội liên bang. Giới chức nước này khẳng định chính phủ không có đủ kinh phí để tăng lương và đã thay thế cảnh sát trưởng của thành phố Victoria. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.